Tôi là Fabio Lopez và tôi muốn mọi người biết đến tôi thông qua hiệu quả công việc trong thời gian tới, thay vì tự giới thiệu về bản thân. Tôi rất biết ơn chủ tịch của đội bóng đã cho tôi cơ hội làm việc tại đây. Về các cổ động viên, tôi biết họ muốn gì và mong muốn sẽ làm hài lòng họ trong thời gian tới với vị trí trong top đầu của V-League 2020. Về chiến thuật, sơ đồ yêu thích của tôi là 4-3-3, chắc chắn không có gì lạ với các bạn, hoặc 4-1-4-1. Tôi luôn nói với các cầu thủ của tôi rằng, nếu giữ sạch lưới, các bạn chỉ cần ghi một bàn là có 3 điểm. Còn nếu thủng lưới một lần, nhiệm vụ của các bạn nặng gấp đôi. Tôi biết rằng mọi người đều thích một thứ bóng đá đẹp, nhưng tôi có thể tin rằng các cổ động viên Thanh Hóa sẽ thích thứ bóng đá hiệu quả hơn là quan tâm nó đẹp hay không, vì điều quan trọng nhất của một trận đấu chính là 3 điểm. Tôi là một người thích trải nghiệm và cá nhân tôi tự hào khi có thể mang triết lý bóng đá của bản thân tới đất nước Việt Nam. Tôi từng có kinh nghiệm ở một số nền bóng đá Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia. Và vì sao tôi chọn Việt Nam ư? Đó là một đất nước tuyệt vời. Tôi đã được nghe điều đó trước khi đến đây, và giờ đây tôi thấy đúng là như vậy. Cuộc sống ở đây khá tương đồng với Italia, còn bóng đá là bóng đá, và hãy cùng xem tôi có thể làm được gì tại đây.